Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Đối với VinFast VF8, mặc dù đã trắng lốp nhưng lốp dự phòng cũng rất cần thiết khi di chuyển xa và ở những cung đường vắng. Hầu hết người dùng ô tô đã quen với việc trên xe có sẵn lốp dự phòng. Dù không được sử dụng thường xuyên, lốp dự phòng vẫn được xem như món bảo bối để cứu người lái trong những tình huống lốp chính gặp sự cố như thủng hay nổ. Vì vậy, đối với VinFast VF8, mặc dù đã trắng lốp nhưng lốp dự phòng cũng rất cần thiết khi di chuyển xa. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp tráng lốp chống đinh đó là bảo vệ cho lốp xe khỏi đinh tặc, vật sắc nhọn, tránh tình trạng bị xịt lốp và mất kiểm soát. Bên cạnh đó, tráng lốp chống đinh còn rất hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu gặp vật chém thành lốp thì vẫn sẽ bị thủng như thường. Trong trường hợp này, nếu có lốp dự phòng sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để thay thế và đi luôn. Còn nếu không có lốp dự phòng sẽ phải mất thời gian gọi cứu hộ đưa về trạm để xử, mất khá nhiều thời gian và phiền toái. Bên cạnh đó, lốp dự phòng cũng vô cùng hữu ích nếu chẳng may bị xịt lốp trên cung đường vắng. Do sức bàn tay con người không thể tự sờ nắn kiểm tra lốp. Vì vậy, khi hạ lốp dự phòng hoặc đã lắp vào xe mới phát hiện lốp hư hỏng, xuống hơi thì rất mất công sức thời gian. Ngoài việc trang bị lốp dự phòng, chủ xe nên mang theo bộ dụng cụ sửa xe gồm thước, cơ lê, mỏ lết, kích, đặt lốp dự phòng vào cốp xe thường xuyên. Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn.